Alo, chào mọi người. Hôm nay là một ngày rất là bình thường của gia đình kỹ sư hẻm. Bình thường ở đâu? Bình thường ở mọi nơi, ở nhà kỹ sư hẻm cũng bình thường, cũng mặc đồ giản dị, ở ngoài sân tập cũng thế thôi. Thì hôm nay là một trong hai ngày mà tập luyện dành cho hai tay đua đang là idol của giới trẻ 6-7 tuổi hiện nay. Đó chính là tay đua bé Su ngồi phía bên kia và bé Du ngồi phía đằng xa. Đấy, thì nói chung là mình chưa thấy, lát nữa mình sẽ gần lại. Thì một cái điều mà mọi người vẫn cứ hay hỏi mình là làm sao mà có thể can đảm để có thể vượt qua rào cản của gia đình, như là có thể là xin ba mẹ của mình hoặc là ba chính ngay cả người mẹ của hai bé Suzu mà có thể cho nó chơi cái môn mạo hiểm mà mỗi ngày đều té lăn cù nèo rồi nguy cơ chấn thương cao và hiểm họa luôn rình rập như thế. Thì cái quan trọng nhất đó chính là mình phải cho những người lớn thấy cái đam mê của mình, cái hướng đi của mình là nó hoàn toàn là phù hợp với lại xu hướng hiện đại ngày hôm nay. Cái hướng đi này ở quốc tế nó đã đi rất là lâu rồi, thì không việc gì mà Việt Nam mình có rất là nhiều cái thế hệ trẻ có thể tài giỏi, tài năng mà chúng ta lại không huấn luyện cho nó đi theo đúng con đường. Thì không cần biết người khác nghĩ gì, kỹ sư hẻm đã quyết định là phải làm. Mình làm để cho mọi người biết là giới trẻ chúng ta vẫn có thể làm được. Và dĩ nhiên chuyện mà để mà làm cái cho con cái theo cái hướng như thế này, nó không phải đơn giản là ngày 1, ngày 2. Đây là những cái gọi là định hướng 5 năm, 10 năm. Và cái lứa tuổi xuất phát để tập luyện nhất định là phải ở cái lứa tuổi trẻ nhất, từ 3 tuổi, 2 tuổi, 6 tuổi thì mình đã coi là vẫn còn hơi chậm rồi đó so với thế giới. Vì thế giới người ta đã khoảng từ gần 2 tuổi là người ta đã bắt đầu người ta chạy rồi, người ta tập luyện hết rồi, một cái môi trường chuyên nghiệp. Thì ở Việt Nam thì hy vọng là các bậc phụ huynh sẽ bắt đầu thay đổi cách nhìn. Nhưng mà không hẳn là ai cũng sẽ phải làm được như kỹ sư hẻm. Tại vì để mà có thể làm được như thế này, chúng ta phải hy sinh. Giống như mình phải hy sinh cả thời gian thứ bảy chủ nhật ngày nghỉ của mình chỉ để chuyên tâm vào cho việc hai đứa con đua. Mình phải bỏ rất là nhiều chi phí để sắm là quần áo, giày dép, đầu tư toàn bộ mọi thứ. Tới ngày hiện nay có thể là mình có thể nói rằng là mình đã bỏ chi phí ra khoảng 600 triệu đồng, bao gồm tất cả các loại xe cộ, từ xe điện, xe đạp, xe hai bánh nhỏ, xe lớn, xe cào cào. Mình mua rất là nhiều xe và ở những dòng xe nó sẽ có cái môi trường địa hình cụ thể để đi. Thì với cái mô hình cụ thể như là cái đường nhựa như thế này thì mình sử dụng những dòng xe đua chuyên dụng với lại cái vỏ không có gai, vỏ trơn đường đua này để mà tập luyện cho quen kỹ năng. Còn với lại những cái dòng xe mà để cào cào chuyên dụng, mình sẽ sử dụng trong những cái địa hình rừng núi hoặc là những cái bãi sình lầy để tăng thêm những kỹ năng lèo lái trong rừng. Đó là cái môi trường mà mình muốn tạo ra cho con cái mình. Mỗi ngày nó chỉ việc là lên xe và chạy, chuyện hư xe, chuyện bảo hộ, tất cả mọi thứ là đã có một cái người khác lo. Nó giống như những cái đội đua lớn, người này lái xe chỉ biết lên và cảm nhận đua, thì còn phần còn lại là sẽ có đội ngũ khác làm theo. Thì mình đang muốn phong cách theo cái hướng như thế. Thì dĩ nhiên để theo cái hướng như thế sẽ rất là tốn kém, vì không phải ai cũng có thể là bỏ ra mà đầu tư như vậy. Và thậm chí người mà có thể bỏ ra đầu tư như vậy thì cũng sẽ sót con họ. Không có ai thật sự mà nó rất là nguy hiểm. Nó té mỗi ngày, nó té đập đầu đập rồi. Nhưng mà quan trọng là khi mà đã quen hết rồi thì mọi chuyện nó sẽ rất là đơn giản, nó sẽ không quá là ghê gớm như là cái thời gian đầu mà nó bắt đầu tập. Thì bây giờ mọi đứa nó đã vô cái nền nếp, nó đã quen hết rồi. Đấy, thì hy vọng là cái các bậc phụ huynh nó sẽ có một cái góc nhìn thay đổi để mà phù hợp với lại cái xu hướng mới của thế giới bây giờ. Nhưng mà điều đó không hẳn là mình sẽ kêu các bạn là sẽ cho con em mấy bạn bắt đầu là mua xe đầu tư rồi cho nó đi đua ABCD các kiểu, mà theo kiểu như là cho nó chạy ra ngoài đường racing boy hay gì. Không phải đâu, cái đó là không hề. Mình huấn luyện con mình thứ nhất là một là phải từ nhỏ. Nếu mà nó đã lớn rồi á mà bạn sắm xe cho nó mà cái tâm lý của nó lại không ổn định, giống kiểu như học sinh lớp 8, lớp 9 nó hay gì đó mà bạn sắm xe mạnh cho nó rồi bạn cứ nghĩ là bạn cho nó tạo điều kiện tiếp xúc với xe máy sớm, nhưng cái đó không đúng. Cái đó là cách mà bạn đang phá con bạn và đang giết con bạn.
thì thường cái độ tuổi mà tốt nhất thì nó nên khoảng ở tầm lớp 10, 11 mà cho nó tập bắt đầu những chiếc xe máy nhỏ 50 hay gì thì ok, để cho nó phù hợp, chứ nếu bạn cứ giữ nó hoài cũng không tốt. Còn mà để mà đúng mà vô cái môi trường nuôi chuyên nghiệp như thế này thì còn cách duy nhất đó là phải tập cho nó chạy xe ở trong cái khu vực dành riêng, an toàn cho nó. Khi mà có một kỹ năng nhất định tốt và bạn cảm thấy là con bạn nó không hổ báo cáo trộn, tính cách nó điềm tĩnh hay gì đó, thì mình mới có thể là bắt đầu mình cho nó tiếp xúc với những loại xe mạnh hơn, hoặc là sau 18 tuổi mình có thể mua cả xe phân khối lớn hay gì cho nó thì thoải mái. Nhưng mà với các bậc cha mẹ nào mà thấy con mình tâm lý nó không ổn định mà lúc nào nó cũng hay hăng máu hay gì đó thì tốt nhất nên kèm hãm nó, kèm hãm nó bằng nhiều cách. Nhưng mà cách tốt nhất là cho nó đi học những khóa học. Thì sắp tới đây là mình sẽ mở những cái khóa học để dành cho những trẻ vị thành niên, để mà từ khoảng 14, 15 tuổi trở lên, học cho nó cái kỹ năng nó chạy, nó biết cách né, nó biết cách thắng, nó biết cách phanh. Thì khi đó mà những kỹ năng nó đầy đủ rồi, mà khi nó vận dụng ra ngoài đường trường thực sự, những kỹ năng đó nó sẽ giúp cho nó sống sót được. Chứ còn mà bạn bây giờ bạn thả chiếc xe và cho nó tự chạy thì cái kỹ năng nó sẽ tới rất là chậm, và cái nguy cơ hiểm nguy rình rập mà tiến tới nó sẽ rất là cao. Đó. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển camera đi lại gần cái ngày tập của mình. Thì một cái ngày tập rất là bình thường, mình chỉ đi bằng một chiếc xe xe Camry đời cũ năm 2003 mà thôi, để gắn bó với gia đình. Đi kèm đó chính là bà nội của hai bé, và đây là Suzu. Rồi Suzu hiện giờ thì vừa mới chạy xong tăng một là kéo dài khoảng 20 phút với ba bài địa hình số 8. Thì Suzu Su hiện nay thì rất là máu chó, Du thì cũng không thua kém về khả năng đó, nhưng mà Du cần phải luyện tập nhiều hơn để mà có thể đi đua quốc tế được. Sao Su nói thử một câu nào coi, Su có thể phải thắng anh em không? Ôi Su mắc cỡ, em cũng lại mắc cỡ nữa đấy. Các bạn có thể nhìn thấy hai gương mặt thánh thiện như thế này, chỉ một đứa mới vừa tròn 5 và một đứa mới tròn 7 thôi mà nó lên xe là nó đã chạy như giặc rồi. Thì tôi rất là tự tin khi nếu mà có phải cho con mình chạy ngoài đường, tại vì với kỹ năng mà mình huấn luyện cho nó liên tục như thế thì việc mà nếu mà có cần thiết phải chạy ngoài đường hay gì thì nó cũng sẽ là một kỹ năng rất là an toàn. Nhưng mà dĩ nhiên là mình nói dành cho những trẻ em từ 15 tuổi trở lên mà đủ lái xe 50 phân khối thì mới được ra ngoài đường, chứ còn con mình thì mình cũng chỉ cho nó di chuyển trong khu vực sân tập giới hạn của mình thôi. Đấy, đây là một cái sân tập của mình. Rồi, cha quay vô nữa ha. Rồi, con muốn nói về vô, sao nãy con mắc cỡ? Sao, con có dám đua thắng anh hai không? Vô. Ừ, thắng. Nhí nhà nhí nhó, tập đoàn nhí nhà nhí nhó. Rồi. Rồi, chào mọi người. Mình là Kỹ Sư Hẻm. Bye bye mọi người. Bye bye ông Kỹ. Hy vọng là các bậc phụ huynh sẽ có cái nhìn mới về cái môn chơi.